việc ngoài việc là soạn thảo thông tin, chấp nhận xử lý thông tin thì đều được gọi là công tác về hành chính. Và chúng ta lấy ví dụ như chúng ta vào học và chúng ta sẽ nộp hồ sơ giấy tờ, đó là và người, những cái người mà nhận hồ sơ giấy tờ, những cái người mà lưu giữ hồ sơ giấy tờ, những cái người mà xử lý các thông tin về hồ sơ giấy tờ như vậy cũng đều được gọi là nhân viên hành chính nhỉ. Nói một cách cụ thể hơn như là tất cả những người làm việc tại A1 của Đại học Đà Lạt hoặc là làm việc ở các văn phòng các khoa thì là nhân viên hành chính, và những người làm công việc đó là những người làm công việc hành chính đấy. Còn các thầy cô giáo, những người đi dạy thì lại không phải là nhân viên hành chính mà họ chính là những người lao động trực tiếp. À, nói như vậy thì chúng ta đã bắt đầu mường tượng đến công việc hành chính là cái gì rồi đúng không ạ? Và bản chất của hoạt động hành chính là thứ nhất là nó phản ánh các cái hoạt động thực tiễn vào trong hồ sơ sổ sách giấy tờ thông qua một cái quy định của các cơ quan có thẩm quyền. Thí dụ như chúng ta nói là chứng minh nhân dân làm như thế nào, giấy khai sinh làm theo mẫu nào, rồi là làm hộ chiếu theo kiểu nào, để tham gia học tập điểm danh ra sao, hay là vào điểm như thế nào, tổ chức thi cử như thế nào, thì tất cả những cái công việc đó là công việc hành chính. Công việc này sẽ do các cơ quan có thẩm quyền quản lý, ban hành và bắt buộc những đối tượng mà thuộc cái lĩnh vực đó sẽ phải chấp hành. Thì những công việc như vậy là công việc hành chính. Và nó khác với lại công việc trực tiếp là ở chỗ nào? Nó khác với công việc trực tiếp ở chỗ tức là người ta sẽ lấy các thông tin và xử lý các thông tin đó để phục vụ cho cái công tác quản lý, phục vụ cho công tác điều hành, phục vụ cho cái hoạt động chính của tổ chức. Như ở trường chúng ta đây chẳng hạn, các thông tin có bao nhiêu sinh viên học, học lớp nào, học môn nào vân vân, đó là phản ánh cái thực tế là những sinh viên tham gia học tập và những cái việc đó. Và dựa trên những thông tin mà được phản ánh đó, theo một cái quy trình, ví dụ đăng ký học phần sẽ cho biết là sinh viên có bao nhiêu sinh viên học môn gì, học lớp nào. Và dựa trên những thông tin đó thì cái người làm công việc điều hành sẽ phân bổ phòng học, phân bổ giáo viên, phân bổ quỹ thời gian để tổ chức học tập. Mục đích của các công việc hành chính là để phục vụ cho việc tổ chức học tập, giảng dạy sao cho nó tốt. Ở trong một nhà máy thì các công việc hành chính như là công việc kế toán, công việc thống kê điều hành, thống kê kết quả công việc, để dựa trên những cái thông tin đó thì lãnh đạo của đơn vị sẽ biết được là hàng hóa được sản xuất như thế nào, phân phối ra sao và hiện trạng của nó như thế nào. Dựa trên các thông tin này, lãnh đạo cũng điều hành các công việc để giúp cho cái hoạt động sản xuất của chúng ta ngày càng tốt hơn. Thì đấy là chúng ta nói về công việc hành chính. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu các thông tin này mà nó không chính xác, không cập nhật thì công tác chính của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thí dụ như là hiện trong kho có bao nhiêu vật tư, việc thống kê này không chính xác thì nó sẽ dẫn đến cái việc là tồn kho, và điều hành cái công tác tồn kho không tốt nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động của đơn vị. Hoặc là cái dòng tiền của đơn vị hiện nay ra sao, nếu chúng ta không kiểm soát được, không có cái thông tin này một cách cập nhật và chính xác thì chúng ta cũng không sử dụng các cái nguồn lực này sao cho nó hợp lý. Vì vậy thì chúng ta mới thấy là công tác hành chính ở trong các đơn vị nói chung, nó như là một cái kênh để hỗ trợ cho cái hoạt động chính của chúng ta trở nên nó hiệu quả hơn. Và thực sự là nếu chúng ta mà trong giai đoạn hiện nay, nếu chúng ta không có cái công cụ về quản lý hành chính thì toàn bộ hoạt động của đơn vị nói riêng, của xã hội nói chung sẽ bị ngừng trệ. Chúng ta lấy một cái ví dụ cụ thể như sau. Các bạn đã bao giờ mua hàng qua mạng chưa nhỉ? Alo? Các sinh viên của trường đại học nào đã bao giờ mua hàng qua mạng chưa? Gọi là thương mại điện tử đấy ạ.
Có bạn nào đã mua rồi? Đã thực hiện mua bán hàng qua qua mạng rồi ạ? Có ai giơ tay không ạ? Để hỏi một bạn gái xem nào. Các cô gái thường hay mua hàng nhiều hơn. Bạn Võ Thị Ngọc. Bạn Ngọc đâu rồi? Alo? Alo. Dạ alo. Rồi. Bây giờ Ngọc mua hàng qua mạng chưa? Dạ rồi. 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 Thấy có tiện lợi không? Dạ có. À có à. Vâng. À, Ngọc có khi mua hàng qua mạng Ngọc có biết cái người bán hàng của mình là ai không? Em chỉ biết tên shop mua hàng ạ. Nên xong mua hàng Dạ. cái người người đưa hàng cho Ngọc thì Ngọc có biết cái người đó không? Dạ là nhân viên giao hàng. Shipper ơi, đâu không biết Dạ. đâu à, Dạ không. cái shipper đâu có biết Ngọc không biết đúng Dạ. không? À vậy bây giờ chúng ta mới thấy rằng là chỉ qua một cái thông qua một hoạt động mua hàng như vậy thôi thì chúng ta mua hàng của ai chúng ta không biết người đó là ai, nhưng chúng ta sẽ đặt ra yêu cầu và hàng sẽ đến chúng ta và chúng ta sẽ trả tiền cho shipper để shipper chuyển lại cho cái người mua bán hàng, đúng không? Đúng không nhỉ? Dạ đúng ạ. Vâng đúng rồi. À, những người mua bán đó hoàn toàn không biết ai là ai, nhưng hoạt động mua bán thì vẫn được thực hiện. Người bán hàng cũng không mất tiền, người mua hàng thì cũng không mất hàng. Vậy nhìn vào cái một cấu trúc như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Tại sao là nó có thể vận hành được như vậy? Thứ nhất là do nó có những luật lệ trong trong xã hội. Nhân viên công ty chuyển hàng thì sẽ hoạt động và dựa vào các địa chỉ đã được cung cấp, và các địa chỉ được cung cấp này thì hoặc là được định danh theo cái hệ thống của nhà nước hoặc là gì ạ, hoặc là có những cái thông tin mà được kiểm chứng thông qua cái hệ thống quản lý của nhà nước. Ví dụ các bạn tên là gì, địa chỉ ở đâu, rồi các công ty đó là công ty nào ở đâu. Và khi tham gia vào trong hoạt động thương mại như vậy thì người ta sẽ phải đăng ký, và việc đăng ký này thì sẽ phải có xác thực, mà cái xác thực đó sẽ phải do các cơ quan quản lý nhà nước cấp. Thí dụ như là bạn Võ Thị Ngọc, bạn Ngọc một ngày nào đó bạn Ngọc bán hàng, bạn Ngọc sẽ phải đăng ký, mà muốn đăng ký thì phải có giấy chứng thực nhân thân rồi là các loại giấy tờ phù hợp để đăng ký vào gian hàng. Vậy thì cơ quan quản lý nhà nước là cái cơ quan mà sẽ cấp cho chúng ta những cái giấy để chứng thực, mà những cái giấy chứng thực đó về mặt nguyên tắc là phản ánh chúng ta là ai, và cái sự phản ánh này là được kiểm soát, và nhờ đó cho nên là không có cái sự gian lận. Bởi vậy cho nên là mọi việc trong hành chính sẽ được định danh phản ánh chính xác theo những cái hệ thống người ta quản lý, và nhờ những cái hệ thống quản lý đó được định danh chính xác như vậy cho nên là khi thực hiện các cái hoạt động trong xã hội như là mua bán, như là giao dịch vân vân thì chúng ta sẽ dựa vào các cái căn cứ của cái hệ thống hành chính nó đã định ra để khỏi bị thất lạc. À, cũng giống như là chúng ta đi thi, các bạn đi học, các bạn đi thi rõ ràng là thầy không thể quen mặt hết tất cả, thầy cũng không thể biết tên của các bạn. Thế nhưng mà đến khi sau khi các bạn học xong thi và chấm điểm thì điểm của người nào sẽ về tài khoản của người đó, đúng không ạ? Sự chính xác này là do những quy định của cái hệ thống đào tạo của chúng ta. Ví dụ như sinh viên vào trường chúng ta thay vì mỗi người có một cái tên mà bố mẹ đã được cho theo hệ thống hành chính thì vẫn có thể tạo nên một cái sự rắc rối cho quản lý của nhà trường. Ví dụ như là trùng họ, trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh. Bởi vậy cho nên là để tiện lợi hơn cho công tác quản lý, trường sẽ gắn mã số sinh viên cho từng sinh viên. Với cái việc gắn mã số thì
sinh viên theo một cái trật tự nào đó của trường Đại học Đà Lạt quy định, thì tất cả các sinh viên của trường sẽ không bao giờ bị trùng lặp. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán có thể trùng nhau nhưng mã số sinh viên không trùng nhau. Và khi mà nhập điểm và thực thao tác các công tác liên quan đến quản lý thì người ta chủ yếu đầu tiên là phải dựa vào cái mã số sinh viên. Từ mã số sinh viên thì mới định danh lại là các cái tên hành chính của chúng ta là cái gì. Và dựa trên cái hệ thống như vậy thì chúng ta sẽ được định danh chính xác. Cái sự phản ánh chúng ta thông qua gì, thông qua mã số sinh viên là trở nên chính xác hơn. Bởi vậy cho nên là vào các trường thì các trường sẽ phải định ra một cái mã số sinh viên để giúp cho công tác quản lý nó hiệu quả. Những người giảng dạy, những người giám thị, những người nhập điểm hoàn toàn không biết chúng ta là ai, nhưng mà nhờ cái sự phản ánh một cách chính xác chúng ta thông qua cái mã số sinh viên, cho nên là các cái hoạt động của chúng ta gắn với mã số sinh viên sẽ được gì, sẽ được định danh đúng vào cái hồ sơ của chúng ta theo mã số sinh viên. Và nhờ đó cho nên là việc tổ chức thi, tổ chức chấm điểm, vào điểm thì của người nào, của sinh viên nào thì sinh viên đó sẽ được phản ánh một cách chính xác. Nói như vậy thì chúng ta thấy là vai trò của công tác hành chính là rất quan trọng trong xã hội của chúng ta, đúng không ạ? Không chỉ là trong học tập, trong thương mại, trong giao dịch hàng ngày, nhờ có cái hệ thống định danh về hành chính như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta tiện lợi trong công việc và nó sẽ giúp cho chúng ta được phản ánh một cách chính xác, không thất lạc. Và rõ ràng là công tác hành chính đang trở thành một cánh tay đắc lực để hỗ trợ cho chúng ta trong tất cả. Có một điều là khi nói về hành chính thì rất nhiều người không có nhiều thiện cảm với công việc hành chính ấy. Thậm chí một số người còn đưa ra một cái định nghĩa rất là bá đạo, đó là hành chính là gì? Hành chính có nghĩa là hành là chính. Các bạn đã nghe câu nói bao giờ chưa? Ai đã từng nghe nói hành chính được định nghĩa là hành là chính ạ? Có bạn nào nghe chưa nhỉ? Alo? Sao mọi người đâu hết rồi? Không ai lên tiếng cả vậy? Hỏi bạn là... cái gì? Cao Ngọc Anh à? Cao Anh hả? À? Cao Anh là gì ạ? Alo, bạn Cao Anh đâu rồi? Alo, alo, bạn Cao Anh đâu? Alo, nào lớp trưởng, bạn Hằng Cao Anh là lớp 44A phải không ạ? Hay là lớp quốc tế học đây? Dạ, lớp quốc tế học thầy. Lớp quốc tế học à? Cao Anh đâu rồi? Hay là vào tên vào đây rồi bỏ đi? Cao Anh không vào học nha. Lớp trưởng của lớp quốc tế học là bạn nào nhỉ? Lúc nãy nói quên mất này. Dạ Diệu ạ. Cái gì Diệu? Nguyễn Thị Hồng Diệu ạ. Nguyễn Thị Hồng Diệu. Hồng Diệu liên lạc với là bạn Cao Anh nhá. Nói là thầy dạ. Cảnh cáo Cao Anh là vào đó rồi bỏ đi chơi. Thứ nhất là trừ của Cao Anh đi 0,5 điểm sau này. Thứ hai là cảnh báo là nếu mà học kiểu như thế này thì thầy sẽ cho rớt luôn. Làm gì có chuyện vào đây rồi bỏ đi chơi. Tất cả những sinh viên nếu giả sử học online mà thầy gọi tên không có mặt thì thầy đề nghị lớp trưởng của lớp quản trị học, lớp quốc tế học cũng như là bạn Hằng lớp 43
Học online bạn nào mà vắng sẽ trừ đi mỗi một buổi như vậy một điểm. Sáng nay thì đề nghị bạn Diệu ghi tên và trừ của Cao Anh một điểm nhé. Dạ thầy ạ. Rồi. À, như vậy thì chúng ta thấy là công việc hành chính trên thực tế là nó ảnh hưởng rất lớn và nó đang đóng một vai trò rất tích cực để giúp cho công việc của chúng ta trở nên hanh thông hơn, hiệu quả hơn. À, khi chúng ta mua hàng, khi chúng ta giao hàng, chúng ta không biết người đó là ai, nhưng mà thông qua những giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước cấp thì chúng ta sẽ được định danh một cách chính xác, và nhờ vào cái sự chính xác đó cho nên là các giao dịch của chúng ta diễn ra mặc dù chúng ta không biết họ là ai, nhưng mà thông qua những cái giấy tờ được cấp mở định danh như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên có hiệu quả. Bây giờ thầy hỏi các bạn lúc một chút, các bạn đã nghe nói đến chữ ký điện tử chưa ạ? Alo, nào hỏi lớp trưởng của lớp cô Diệu. Dạ là cái chữ ký ở trong email hay sao vậy? Chữ ký điện tử, đã nghe nói đến chữ ký điện tử trong đó Dạ chưa. chưa? Rồi hỏi hỏi kế toán, dân kế toán sau này sử dụng chữ ký điện tử rất nhiều đấy ạ. Hỏi lớp trưởng đi bạn Hằng. Alo, 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 bạn Hằng đâu rồi?